lấy giùm luôn đi. Thấy cho mấy anh em uống. Sao uống chưa? Phát mệt quá uống luôn ha. Dạ thì kính chào cô chú anh chị, thì hôm nay anh Hằng tặng dừa hết luôn cô chú anh chị ơi. Thì để mà giúp cho anh Hằng á, để mà không bán được có mấy trái à, tại vì công nhân chúa ra ca anh. Có 4 giờ mấy này công nhân mới ra ca, 5 giờ ra ca thêm một số nữa. Với trời nắng quá thì hôm nay tặng cho bà con đi dọc đường đó khát uống. Rồi bây giờ là mình đứng ra ngoài kia, bây giờ là mình kêu bà con vô uống. Chặn bây giờ ai dẫn xe đứng quắt bà con đi, bà con mình đi đường đi, phát ra từ đi. Bây giờ mình ra mình chặn xe phải không? Từ từ để. Là phát bao nhiêu cái giờ mình thấy à? 200 trái. À, bán được 2-3 trái luôn hả? 2 trái này mở 400 đấy. Kêu phát cho những người 300 mấy ăn này nọ. Phí. Rồi giá dừa đang lên, giờ không có dừa lấy nữa. Cảm ơn chị bên Mỹ hồi nãy anh nói tên gì? Không phải là chị mà anh. Cảm ơn anh Timmy ở bên Mỹ rất nhiều. Và chúc anh nhiều sức khỏe. Thì hôm nay là giải cứu xe dừa. Hồi xưa thì giải cứu thanh long, bây giờ dừa hấu, giải cứu dừa. Rồi, cảm ơn dừa miễn phí chị ơi. Cảm ơn Timmy rất nhiều. Bây giờ mình bắt đầu mình chặt đi. Rồi thôi. Bây giờ bây giờ mình ra mình chặn xe đi. Ờ gửi tiền trước đi. Gửi tiền trước để hồi tặng. Rồi an tâm để gửi tiền trước để lấy cho mình chặt. Giờ tặng cho anh em mỗi người cái được không ạ? Dạ được. Ờ đúng rồi. Được á, ý kiến hay á. Anh em mọi người trái trước đi. Mình mở hàng đi. Đây anh. Bây giờ ra ngoắc xe lại. Ngoắc xe. Giờ ra đón bà con, anh chị em công nhân để mà mình tặng dừa miễn phí cho cô chú anh chị. Trời này cũng đang nắng á. Dừa miễn phí này chị. Cảm ơn anh Trung Nguyễn ở bên Mỹ rất nhiều. Chúc em nhiều sức khỏe. Dừa miễn phí chị ơi. Bây giờ mình đặt vô đó đi, mình đặt vô cái đó để dừa miễn phí. Làm nhưng quá không ai tin hết ta. Dừa miễn phí chị ơi. Chị dừa miễn phí.
anh đưa cho mọi người bật lên cho cô ơi. Chị tặng dưa, tặng dưa dưa không ai tính cho anh chạy. Anh bỏ vô bạch em trái hay trái? Đúng rồi, bỏ vô bạch á. Tại vì có người, nhiều người của chú chị chắc không tin tưởng mình, nói còn giỡn hay sao. Đúng rồi. Vừa miễn phí. Rồi bỏ vô đi cầm ơi. Rồi bỏ vô đi, đúng rồi. Vậy đó. À. Phải có cái bảng. Có cái bảng á. Cái bảng người ta nhìn từ xa đó. À. Chứ nhìn cái này ta tưởng bán. Vừa tạm miễn phí ra anh ơi. Có cái bảng người ta nhìn từ xa bắt đầu ta thấy cho. Anh vừa miễn phí, uống miễn phí. Vừa tặng anh ơi. Có cái bảng á. Miễn phí chị ơi, miễn phí. Chưa tặng miễn phí anh ơi. Này phải có cái bảng á. Phải có cái bảng để. Đúng rồi. Chứ này ta tưởng là bán. Lát chạy vô trong khu tái định cư đó. Mà đi mình lại mình phát luôn, mình thấy ai mình đưa luôn. Chạy xe này hơi khó. Bây giờ mình đi tặng cho mấy anh bán hàng rong ở đây đi. Em miễn phí nè, em ơi. À, tặng cho mấy anh bán hàng rong ở đây. Mệt nói sao em ơi, miễn phí em ơi. Vừa. Chứ không phải anh miễn phí đâu nha. Miễn phí, uống miễn phí. Em có bạn điện thoại. Nhiều khi mình tặng thì ta tưởng là mình bán, không ai lấy hết á. À, rồi cảm ơn em. Miễn phí. Trời ơi. Cam 25 ngàn 2 kg. Uống anh. Về dưới luôn à. Về tới nhà nó chưa? Ở Kiên Giang. Nhưng mà có về nhà nó chưa? Có, về rồi. Chúng phải để tôi chứng còn làm việc luôn rồi điện với cơ quan lại làm việc đó. Dạ. Tôi biết hết đó. Tôi nói chung tụi em có xuống về dưới luôn. Tôi nói vậy đó, hiểu. Dạ. Dưa Long An khỏi bao ngọt lấy 15 ngàn. Dưa Long An khỏi bao ngọt lấy 15 ngàn. Cá 25 ngàn 2 kg. Rồi, không ai lấy. Vừa tặng miễn phí đây cô bác ơi. Miễn phí. Tặng chị. Mấy bà con mình đi nắng. Vừa tặng miễn phí đây cô bác ơi. Ở trong mấy người anh. Rồi, cứ lấy uống. Rồi cứ từ từ đem vô từ từ. Anh có cái bao không? Anh có cái bao rồi. À xuống lấy dừa uống chị ơi. Miễn phí.
vừa tặng miễn phí đây con bác ơi, 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 vừa nhận vừa nhốn hả? Rồi rồi. Vừa tặng miễn phí đây cô bác ơi. Rồi cứ lấy đi. À trong mấy người anh? Ở trong còn mấy người anh lấy. Rồi 4 người cứ lấy 4 người. Anh hỏi mình lấy bỏ trong bao 4 cái 5 cái vậy. Rồi không sao hết. Chục người vẫn được. Rồi uống này cho trời nắng này uống cho nó mát ha. Mát đặng mình có sung sức. Rồi. Rồi. Cảm ơn anh chị nha. Rồi lấy chị ơi. Chị còn điện thoại cho bà con dòng họ gì ra lấy. Không sao, cứ điện cho cả xóm luôn cũng được đó. Vừa tặng miễn phí đây cô bác ơi. Ra lấy dừa. Rồi lấy dừa uống đi, lấy dừa. Rồi. Rồi gia đình mình còn ai nữa không anh? Thật thà quá ha, hỏi còn ai nó hết rồi ha, gặp người khác nó còn à. Còn giữ rồi cho người trái thôi. Không, người ta nhận giùm á, 3-4 người mà. Tại vì đang làm á. Ờ, chứ đâu ra hết được. Chị ơi. Chạy dài lên chiên nữa. Không, em thấy ra ngoài đó đứng đi, rồi mình để cái lo ở xa xa đây nè. Tao không nghe đâu. Có cái biển dán. Đúng rồi các bạn á. Chị ơi lấy dừa uống miễn phí. Miễn phí, miễn phí. Bây giờ anh Hận lên kia. Cái đảo vòng này qua cái đi. Rồi. Rồi. Okay, chạy vòng ấy qua lên mấy công trình rồi tội nghiệp mấy người công trình à. Ấy ở trong mấy người chú? Ba người rồi, ba trái luôn. Rồi, chúc chú uống ngon miệng mát miệng nha. Dạ. Chồng mấy người anh? Hai người hả? Ok. Rồi tiếp tục. Ừ, mình cứ mấy người mình cứ nói lại đi không sao hết. Hả? Không, cái này là mạnh thường quân, người ta giúp đỡ. Ý là giúp cho ảnh, giúp cho ảnh hiểu không? Đi ra cho. Mười một người anh Hẳn ơi, tại vì ta không có ra được. Rồi. Rồi ok. Ở bên kia còn công nhân nhiều không ta? Nhiều không? Cuối dãy hả? Rồi cuối dãy anh Thằng ơi. Bên mình mấy người anh? Vừa tặng miễn phí đây cô bác ơi.
Ba anh Hằng ơi, anh Hằng. Đậu ơi, đậu ơi, bên kia qua. Đậu đây đi, đậu đây. Lấy vừa uống đi em. Lấy vừa uống đi em. Lấy uống đi em. Đó, tiếp tục chú của anh của mình nhiêu người mình cứ lấy uống anh. Đại diện đi, đại diện coi trong đó mấy người. Năm người. Rồi, năm người năm trái. Năm người đó. Năm người lấy năm trái. Thiếu thà thiếu người ha. Nhớ lộn hả? Rồi ok. Lấy đi chút uống. Lấy đi nhà uống. Rồi, đưa em chai hai trái. Lấy đi em. Rồi, ok. Rồi giờ dài đằng đó còn nhiều việc. Lấy uống nè. Mấy người mình lấy mấy trái lại. Cứ mấy người lấy mấy trái cũng sao. Rồi lấy giùm luôn đi. Thấy giờ mấy anh em uống. Sao uống nước vừa. Phát mệt quá uống luôn ha. Uống là làm tại chỗ luôn hả? Ừ vậy đó mới đã đó. Rồi làm tại chỗ luôn. Rồi đưa ảnh. Chở được không? Chở luôn. Đủ chưa? Để không thôi hồi là mình thiếu là mình nhịn uống á. Rồi ok. Lấy nậu cái vô nó mới ngon á. Vừa ăn quá. Rồi vừa ăn kìa. Rồi ok. Ồ không bán sai cho gì con không đẻ giờ kêu cắt được cái dừa không chặt hả? Ngộ quá. Sai tao quá, kêu chặt có một trái nhờ, một trái. Có cầm muỗng không? Cái dừa đây anh, uống dừa. Mày mày nào anh? Đi khi nào mà tắt cái lo này là 10.000, 12.000 trái đó. Bây giờ là miễn phí tắt cái lo cái là 12.000 trái đó. Sao chặt dừa chuyên nghiệp quá vậy? Này chắc hồi đó có đi bán dừa quá. Bánh tre mà. Bánh tre hả? Ôi heo ơi. Hèn chi chặt dừa chuyên nghiệp quá. Đâu em? Dạ, bánh tre với em mà không phải bánh tre. À. Miền Tây ha. Dạ, không phải đâu anh ơi. Bánh lứt không phải đâu hả? Bánh tre, phải cả bánh lứt. Bánh Bình Dương. Bánh Bình Dương hả? Rồi, ok. Rồi, đi chơi nhiều quá. Dừa uống rồi. Dừa uống rồi. À, gia đình mình mấy trái cứ lấy chú mấy người. Dạ. Nhà đẹp quá. Rồi ok. Uống ngon miệng nha. Ngày mai là mua chứ hết là hết tặng rồi đó. Vừa tặng miễn phí đây cô bác ơi. Lấy uống đi. Vừa tặng miễn phí đây cô bác ơi. Vừa tặng miễn phí đây cô bác ơi. À cô mấy người? Vừa tặng miễn phí đây cô. Hai người hả? Dạ, tưởng đâu còn nhiều thì lấy nữa. Vừa tặng miễn phí đây cô bác ơi. Vừa tặng miễn phí đây. À, vậy video này là video cuối cùng rồi. Thôi mình cũng chúc tất cả của cô chú anh chị một ngày mới nhiều sức khỏe, bình an và khỏe mạnh ạ. Thì cũng cảm ơn anh Tim Nguyễn đã ủng hộ 200 trái dừa
để tặng cho bà con có hoàn cảnh khó khăn như đi làm thuê, bán dạo rồi để giải khát trong cái buổi trưa nắng. Thì cũng cảm ơn anh rất nhiều, chúc anh nhiều sức khỏe. Vậy thôi Mạnh cũng xin kết thúc video ở đây. Cô chú anh chị cho Mạnh xin một like, cũng như là cô chú nào chưa đăng ký kênh á, cho Mạnh xin một đăng ký. Thì video này là video cuối, Mạnh sẽ không có quay nữa. Mạnh sẽ đi tìm những cái hoàn cảnh khác và quay để gửi đến cô chú anh chị. Thì thôi Mạnh cũng xin chúc tất cả quý chú anh chị gia đình bình an, khỏe mạnh và hạnh phúc ạ. Rồi Mạnh xin chào ạ.